năm nay các cái loa Đức người ta theo cái xu thế thiết kế tối giản, loa mỏng và nhìn vuông thành sắc cạnh, không có quá nhiều cái đường cao. Có vẻ đây là cái xu thế thiết kế của năm 2019. Các cái sản phẩm của Đức người ta thiết kế đa số là cái hộp vuông vức một màu, màu trắng hoặc là màu đen, và ít các cái chi tiết rườm rà. Đây cũng là một cái sản phẩm all in one, tích hợp tất cả từ âm ly ra loa này, các cái ngõ vào input, Coaxial, Optical, USB, rồi cả Bluetooth này, các cái ngõ vào analog input đầy đủ hết, analog USB, rồi cả network luôn. Nói chung là đầy đủ tất cả các cái kết nối. Đây là xu thế của năm nay, tất cả các cái hãng đều sản xuất cái nguồn phát là all in one. Ma đỏ hết. Đức người ta sẽ dùng rất là nhiều tụ quy ma. So this is starting in the end of next month. Production is starting. Yeah, it's starting tomorrow. Yeah. There's also a stereo version, and you have one. Yeah. Unit. Specialty is you have a tube stage on the input. Okay. Yeah. So it's a hybrid version. Người ta mô đun hóa có thể là thay đổi hoặc là rút ra các cái mô đun này để mà thay đổi chức năng. Ở trên này mình thấy rất là nhiều mô đun. Yeah, proven concept. Yeah, proven concept. Yeah, right. And also tube stage on the input. When you see a glass on the top, nhiều mô đun để mà
các cái mô đun chức năng khác nhau. Đây mình chỉ nhòm được mặt trước, không nhòm được mặt sau, nhưng mà theo cái người ta để ở đây thì có thể là có cả live, mono, DAC, Bluetooth, FM, cả tuyết, mô đun, ba lăng, output. Nói chung là thiết kế theo dạng mô đun cho nên có thể cắm rút thêm khác thoải mái, nâng cấp thoải mái. Đó là xu thế của những người chơi audio.